Hello, xin chào bạn nha. Đây là bọn em kinh nhông cái rất là to bự nha bạn. Đây, có thể nói là toàn là nay toàn gặp là hàng khủng các bạn. Đây mình zoom thật rõ cho các bạn xem nha. Đó, em kinh nhông đây, to nha bạn. Đây, có thể so sánh với lại ngón tay của mình nha bạn. Đây. Đó, vút xuống đấy, đấy rồi. Đó, không phải là hình mẫu nha các bạn, đấy, chạy được mà. Đó, cũng hơi sợ ta. Đây, mình phát hiện chúng này do cái đuôi rất là dài này các bạn. Đây, đây, có thể cầm đuôi chúng này. Đó, chạy đâu. Mình không làm phiền chúng nữa nha, chúng sợ hãi, chúng đã đổi màu ra rồi các bạn. Đây, đó, chúng đang tính chạy nữa này các bạn. Đó, nhảy nữa rồi. Đây. sợ quá, đổi màu ra rồi các bạn. Đây, đó, các bạn thấy lúc nãy là màu xám này, lúc nãy là màu xám cho nhưng mà giờ là xám đen nữa rồi. Đây. Các bạn, để cho chị kinh nhông ngủ nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.